bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền đúng không? Thế bạn gọi cái trải nghiệm này là gì? Trải nghiệm hay là đàm phán thành công hay là cái câu tiếp theo em nói? Giảm được chi phí. Trải nghiệm tiếp theo của bạn là gì? Bạn đã từng được ai ngưỡng mộ chưa? Có cái cảm giác ngưỡng mộ cái rất thích không? Và bạn đã rất tự hào về sự ngưỡng mộ được không? Bây giờ mình đã kinh doanh cũng thành công ở thời điểm nào? Được mọi người ủng hộ nhé. Được bạn bè. Đúng rồi. Tuyệt vời, rất tốt. Điều gì nữa? Chẳng hạn nào đấy. Chẳng hạn nào kinh doanh thành công được. Rất tự hào là anh. Có được cái thứ hàng này là em Nai Chim. Lần đầu tiên là một lần em được tốt theo được khoảng đấy, đúng rồi, tốt theo sung sướng được được khoảng 50 đơn. Được rồi, vậy bạn nói muốn bạn trải nghiệm này là gì? Sung sướng nhá. Tuyệt vời. Lại thì nhiều lần được một vài đơn và lúc đó được 50 đơn đấy, xong là hai vợ chồng đọc vào nhau sung sướng. Ok, tập tay vào nhau. Ok, có trải nghiệm nào đấy mạnh mẽ không? Mạnh hơn nữa có không? Okay, cái này đã là tốt rồi, còn cái nào không? Phải muốn bổ sung không? Cái này em thấy cũng mạnh lắm. Đúng rồi, được rồi. Ok, đã. Ok, chúng ta vào làm nhé. Ok, để làm kỹ thuật này tôi sẽ phải chạm vào tay của bạn, điều đó có được không? Được. Làm chắc hay là bình thường? Làm bình thường thôi, bạn cứ nắm hờ chứ. Nắm hờ. Đúng rồi, đấy nhé. Rồi, để làm kỹ thuật này hiệu quả thì bạn có thể nhắm mắt lại được. Bạn có thể nhớ lại một lần cụ thể trong quá khứ khi bạn cảm thấy hoàn toàn tự hào về bản thân mình. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy hòa bình hoàn toàn vào để thấy rõ những hình ảnh, nghe rõ những âm thanh và cảm nhận rõ khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn tự hào. Mình rất tự hào. Bạn có thể nhớ lại một lần cụ thể khác nữa trong quá khứ thì bạn thấy mình giao tiếp thành công. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy hòa mình hoàn toàn vào để thấy rõ những hình ảnh, nghe rõ những âm thanh và cảm nhận rõ mình trở thành một bậc thầy giao tiếp thành công. Bạn có thể nhớ lại một lần cụ thể khác nữa trong quá khứ thì bạn đã giao tiếp và giảm được chi phí rất lớn. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy hòa mình hoàn toàn vào để nhìn những hình ảnh, nghe rõ những âm thanh và cảm nhận rõ thì bạn trở thành người giao tiếp được vì thành công để giảm được chi phí, giảm rất nhiều chi phí, rất tuyệt vời. Khác trong quá khứ khi bạn được bạn bè ngưỡng mộ. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy hòa mình hoàn toàn vào để nhìn thấy hình ảnh,
nghe rõ những âm thanh và cảm nhận rõ, thì bạn bè rất ngưỡng mộ bạn, cực kỳ ngưỡng mộ bạn, rất ngưỡng mộ bạn. Bạn có thể nhớ lại một lần cụ thể khác nữa trong quá khứ khi bạn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Quay lại thời điểm đó ngay bây giờ, hãy hòa mình hoàn toàn vào để nhìn những gì bạn nhìn thấy. Bạn nghe những gì bạn nghe thấy, bạn cảm nhận rõ thì bạn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Cảm thấy cực kỳ sung sướng. À về nhà, cái sáng đi bằng cái gì đây? Tại vì sáng nay chị chủ động lên. Hôm nay là hôm nay là tận tận về sớm, hôm nay về sớm nhá, 3-4 giờ sáng nhé. Về sớm nhé, về sớm. Chưa thấy công việc này thất bại. Nói lúc mà mình chưa biết đến em đi gọi là thất bại. Rồi rồi mình giữ người đi câu này nhé. Rồi ok. Này. Bạn đã nắm tay mọi người. Trong cùng kích thích
Dạ, yeah. Ok, nắm tay vừa rồi. Ok, chúng ta nhắm mắt đi. Các bạn nhớ trong cùng cái tiếp, các bạn nhớ là tôi sẽ nhả. Được chưa? Nhá. Vừa rồi chỉ là kiểm tra thôi, nhưng mà bạn lên lại bạn thấy nhau thì mình lại làm quay lại bài này. Ừ, kiểm tra cũng thấy là hai tay vẫn không còn đánh nhau được. Không thấy bên này. Ừ. Đánh nhau bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Đánh nhau. Đánh nhau mãi xong rồi lúc thì bây giờ em có thể nghĩ lại cái thất bại đấy là cảm giác chưa, em nghĩ là cảm giác rất buồn, nó cũng bây giờ nghĩ là thế nào không từ đây không thể gì cái lúc mà niềm tin mới đang non từ nào như vậy. Để tay này kiểm tra xem còn lấy đâu gì nữa không? Yeah. Cứ lại nắm tay được rồi. Mình có thể nắm cứ bỏ được chưa?
Đây là một trường hợp đặc biệt để tao thấy là các bạn thấy là bởi vì trải nghiệm tiếp của các bạn này thất bại nó sâu vào đau đớn nó sưng lên ngay rất là nặng các bạn nhá. Nhưng bây giờ thì các bạn có vẻ xong đấy và để bẻ được gì bạn phải chiến là để bẻ được bạn phải chọn những trải nghiệm bên này cực mạnh. Nếu khách hàng bên này mà trải nghiệm tiếp cực mạnh thì bạn phải tìm những cái cực mạnh để khách hàng khung cảnh nó ùa về thì nghe đấy thì nghe thì cần thầy nói thất bại cái nó ùa về những cái khung cảnh mình đề bếp rồi là đủ thứ rầm rộ đấy không thể kiềm chế cảm xúc. Nếu mà thầy bảo là thầy mà bảo không dừng phòng học đấy mai nhé tại sao đây ta quan sát được vậy đó khách hàng đấy 8 đến 12 giây mà 5 giây thì khách hàng xù quá thì bỏ ngay được không cần phải quá đến cái mức là 8 đến 12 giây. Em cảm nhận như là trẻ con đau quá nấc nó đau đớn. Ok bây giờ là trang mới rồi mọi chuyện ok kính chúc cả gia đình mọi người chúc mừng em. Yeah ok yeah.